Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những dự án đang diễn ra testnet trên mạng lưới ZKSync Alpha testnet nha các bạn. Thì đối với những dự án này thì mình đã làm trước đây hết rồi. Thì tuần trước mình cũng đã làm hướng dẫn mọi người hết rồi. Cho nên thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại thôi nhé. Còn đối với những anh em người mới, anh em nào mà chưa rõ những cái dự án mà chưa biết cách làm thì mình sẽ dẫn lại từng link video của từng dự án dưới phần mô tả video cho mọi người để mọi người xem nha. Thì ở đây thì những dự án này chúng ta cũng đã làm hết rồi các bạn. Thì riêng cái dự án SpaceFi thì hiện tại thì nó đã ra thêm cái phase 4, đó là chúng ta cần phải testnet lại nha. Riêng cái dự án SpaceFi này thôi thì các bạn cần phải là điền trên Glim, các bạn khai báo trên Glim nha. Thì các bạn khai báo trên Glim xong á, các bạn testnet ở phase 4 này xong á, đối với cái dự án SpaceFi này thì các bạn sẽ được là claim một cái NFT nha, đó là SpaceFi testnet Bus on ZKSync. Thì khi mà thì đối với là testnet của những cái dự án này thì đây là những cái dự án tiềm năng ở trên mạng lưới ZKSync, cho nên là khi anh em tham gia vào testnet của họ ấy, thì anh em có thể là nhận được airdrop đến từ những cái dự án nha. Thì ngoài ra thì khi mà anh em đóng góp ở trên mạng lưới ZKSync Alpha testnet thì anh em cũng sẽ có cơ hội đó là nhận được airdrop đến từ mạng lưới ZKSync nha. Ok, thì đầu tiên thì đối với cái dự án duy nhất thì cái dự án này hiện tại mới thì đó là SpaceFi, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Ok, thì đầu tiên thì các bạn vào link, thì đây là đầu tiên thì các bạn cần phải vào cái ví của ZKSync nha, testnet. Đây, đó là goWallet.portal.zkSync.io này, thì đây là cái ví V2 của ZKSync Era nha. Là có nghĩa là ZKSync Alpha testnet đó các bạn nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới ZKSync Alpha testnet giúp mình. Trong ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới ZKSync Alpha testnet nha. Thì sau đó các bạn vào cái ví của ZKSync testnet này. Thì các bạn nhấn nút là MetaMask, rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn thôi. Ok, thì sau khi các bạn connect xong thì cái giao diện của ví nó sẽ như thế này. Thì đây là cái giao diện ví V2 của ZKSync nha. Thì đây là testnet thôi. Thì về phần ví thì các bạn có thể là chọn phần này. Thì đầu tiên thì để có ETH ở trên mạng lưới ZKSync thì các bạn bắt buộc các bạn cần phải provide ETH từ mạng lưới GoWallet sang mạng lưới ZKSync để chúng ta là sự làm phí giao dịch nha. Ok, thì để provide thì đầu tiên thì để provide thì bắt buộc trên ví của các bạn cần phải chuyển đổi sang mạng lưới là GoWallet nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới GoWallet, mạng thử nghiệm GoWallet á, mạng testnet đó các bạn nha. Thì sau đó thì các bạn provide thôi. Thì các bạn đang có ETH sẵn ở trên mạng lưới GoWallet rồi thì bây giờ các bạn provide thôi. Còn đối với bạn nào mà chưa có ETH GoWallet thì mình sẽ dẫn lại những cái đường link file kẹt để dưới phần mô tả video cho mọi người nha. Để mọi người ấy, để mọi người vào đây, mọi người file kẹt chẳng hạn như là cái đường link là Witnode này, thì mọi người chỉ cần vào đây các bạn chọn mạng các bạn muốn file kẹt rồi các bạn file kẹt thôi nha. Đấy. Thì sau khi các bạn đã có ETH ở trên mạng lưới GoWallet rồi thì các bạn quay trở lại với cái quý ZKSync này, các bạn chọn qua cho mình cái mục là một provide. Thì một provide này ở phần deposit thì chúng ta sẽ deposit ETH từ mạng lưới GoWallet sang mạng lưới ZKSync nha. Đấy, thì ở phần GoWallet này thì trên ví của các bạn đang có bao nhiêu ETH ở trên mạng lưới GoWallet thì nó sẽ hiện ở đây cho các bạn thôi nha. Bây giờ các bạn chỉ cần là điền lại số lượng thôi, khoảng là không phải không mấy, các bạn muốn provide bao nhiêu cũng được tùy các bạn nha. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút deposit và xác thực giao dịch ở trên ví thôi là xong. Nha, các bạn xác thực trên ví là xong thôi. Thì sau khi các bạn ấy xong thì các bạn đợi khoảng 5 phút thì ETH nó sẽ qua cái mạng lưới GoWallet cho các bạn là xong thôi nha. Thì sau đó thì bạn nào muốn withdraw, các bạn muốn provide từ mạng lưới ZKSync về lại mạng lưới GoWallet thì các bạn chọn qua một withdraw. Đấy. Thì trên ví của các bạn cũng chuyển đổi sang lại mạng lưới đó là ZKSync Alpha testnet nha. Đây, các bạn chuyển đổi lại mạng lưới ZKSync Alpha testnet. Đấy. Thì các bạn muốn rút ETH, các bạn muốn provide ETH từ mạng lưới ZKSync về lại cái mạng lưới GoWallet thì các bạn có thể là chọn qua một withdraw rồi các bạn rút vào thôi nhé, hoặc là các bạn có thể là rút những cái đồng khác. Đấy. Ok, thì đó là một provide. Thì về một file kẹt thì các bạn nhấn vào đây, các bạn chọn vào một file kẹt. Thì bên một file kẹt này các bạn chọn vào cái dòng là đó request full from file kẹt. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến Twitter và kèm một bài đăng sẵn kèm với lại là cái địa chỉ ví của các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là tweet, các bạn đăng lại cái bài viết này thôi nha. Thì bên ZKSync nó sẽ gửi cho các bạn một số đồng testnet về cái ví ZKSync cho các bạn, đó là những đồng như là đồng DAI hoặc là đồng LINK,
hoặc là đồng USDC hoặc là đồng WBTC này, để cho các bạn là tham gia vào testnet trên những cái dự án nha. Ok. Ok thì đó là về cái ví của Zcashin Alpha Testnet nha, về Bri rồi, Bri deposit và withdraw rồi và phao kẹt rồi. Như vậy là xong. Và tiếp theo đó là các bạn có thể là trở về lại cái mục là mục wallet, cái mục wallet này. Thì trong cái mục wallet này các bạn có thể là chọn là transfer. Transfer có nghĩa là chúng ta là gửi token đi đến những cái địa chỉ ví khác ấy. Thì các bạn có thể là copy lại một cái địa chỉ ví khác nha. Cái một cái địa chỉ ví của bạn bè hoặc là cái địa chỉ ví của ai á. Các bạn vào đây, các bạn nhấn nút trên wallet rồi các bạn chọn qua cho mình cái mục transfer. Rồi các bạn dán cái địa chỉ ví của người khác, của người đó vào đây thôi. Rồi bây giờ các bạn muốn gửi cái đồng gì thì các bạn điền lại số lượng các bạn chọn cái đồng đó, chẳng hạn như các bạn muốn gửi là cái đồng DAI này đi thì các bạn chọn là đồng DAI rồi các bạn điền lại số lượng thôi nha. Rồi các bạn sau đó các bạn nhấn vào nút là transfer. Rồi các bạn sẽ thực giao dịch ở trên ví thôi nha, ở bên mạng lưới với Casino nha. Đấy, như vậy là xong. Đây, xong, cái đó là transfer nha. Nghĩa là chúng ta là tương tự như là chúng ta là gửi token đi đến những cái địa chỉ ví khác ấy. Đó thì đó là cái trên ví với Casino. Và tiếp theo thì để đi bắt đầu là cái dự án thứ nhất đó là dự án SpaceFi. Thì dự án SpaceFi thì đầu tiên các bạn cần phải là điền cái biểu mẫu Gleam khai báo thông tin địa chỉ ví của các bạn nha. Thì cái biểu mẫu này nó sẽ còn 12 ngày nữa nó sẽ kết thúc thôi. Cho nên là các bạn cố gắng làm sớm nha. Thì trên Gleam thì các bạn chỉ cần làm những cái nhiệm vụ đó là các bạn connect với lại cái tài khoản Twitter của các bạn này. Sau đó các bạn làm những cái nhiệm vụ như là follow rồi retweet với lại là join Discord nha. Hai cái nhiệm vụ live about này thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nhiệm vụ đó thôi. Các bạn hai cái nhiệm vụ live about này các bạn nhấn vào rồi các bạn quay trở lại đây các bạn nhấn vào nút continue là xong. Và cuối cùng đó là fill cái địa chỉ, có nghĩa là điền lại cái địa chỉ ví mà các bạn đã tham gia vào testnet nha. Thì các bạn chỉ cần là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask, cái địa chỉ ví mà các bạn đã tham gia vào testnet với Casino á, các bạn copy lại. Sau đó các bạn quay trở lại Gleam, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào cái ô này rồi các bạn nhấn vào nút là continue thôi nha. Sau đó thì các bạn đợi nó duyệt. Thì sau khi nó duyệt xong thì nó sẽ cho chúng ta là claim cái OAT SpaceFi Testnet Batch on với Casino này. Thì khi mà các bạn nắm giữ cái OAT này thì các bạn sẽ có cơ hội đó là nhận airdrop đến từ dự án SpaceFi nha các bạn. Ok thì đó là trên Gleam. Thì tiếp theo đó là các bạn đi đến với nền tảng chúng ta là đi vào nền tảng để chúng ta là swap với lại là farm. Ok thì đối với dự án SpaceFi này, đối với cái dự án SpaceFi này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video rồi các bạn chọn cho mình đó là cái mạng lưới là Zcashin giúp mình nha. Các bạn nhìn ở phía góc trên chỗ chữ Connect quý á, nó sẽ có cái logo. Thì các bạn nhấn vào cái logo rồi các bạn chọn cho mình đó là Zcashin. Rồi các bạn nhấn vào MetaMask để chúng ta connect với lại cái ví MetaMask. Rồi sau đó các bạn connect với lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới Zcashin Alpha Testnet. Rồi các bạn đợi cho nó load lại trang thôi. Đấy. Sau đó thì chúng ta cần thực hiện những cái tính năng như sau. Đầu tiên đó là swap, thứ hai đó là farm và thứ ba là start space bond on bond nha. Ok thì đầu tiên là cái mục đầu tiên đó là mục swap, các bạn nhấn vào mục swap thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang desk của swap với Casino. Thì trên desk này thì các bạn chỉ cần là connect wallet rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới với Casino Alpha Testnet nha. Thì sau đó các bạn sử dụng cái ETH các bạn swap sang cái đồng đó là đồng T-Space giúp mình nha. Ở dưới thì các bạn nhấn vào chọn T-Space rồi các bạn swap cho mình một số lượng nhỏ thôi. Đấy. Rồi các bạn nhấn vào nút là swap nè, confirm swap nè. Rồi các bạn sẽ thực giao dịch ở trên ví thôi. Nếu mà các bạn gặp lỗi thì các bạn nhấn vào nút là swap lại nha là được thôi. Ok. Thì như vậy là mà các bạn đợi một tí, đợi cho mạng lưới nó xác nhận xong thì cái số lượng T-Space của các bạn nó sẽ hiện ở đây. Ok, mình vừa hiện rồi nè. Thì sau khi các bạn đã có T-Space rồi thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục bull cho mình nha. Hoặc là các bạn có thể là nhấn vào mục trung vốn này nha, các bạn nhấn vào mục trung vốn, mục add liquid á. Rồi các bạn nhấn vào nút là add liquid. Ở trên thì các bạn giữ nguyên đó là ETH, còn ở dưới các bạn chọn cho mình cái đồng đó là T-Space. Đấy. Sau đó thì các bạn điền lại số lượng để chúng ta add vô thôi. Các bạn điền khoảng là 10 đồng thôi nha. Hoặc là 5 đồng thì thôi, ít thôi. Ok, các bạn điền lại 5 đồng. Sau đó thì các bạn nhấn nút là Add Pro T-Space. Rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Ok, nếu mà cái ví MetaMask của các bạn ở phiên bản mới á, thì nó sẽ có cái thông báo như thế này. Thì các bạn chỉ cần là điền lại cái số lượng T-Space mà các bạn muốn Add Pro thôi. Thì ở đây mình điền là 5 thì trên ví MetaMask các bạn cũng điền là 5 nha. Đấy. Sau đó các bạn nhấn nút tiếp theo này. Xác thực giao dịch này là xong thôi. Sau đó thì cái nút supply nó sẽ hiện ra. Thì các bạn nhấn nút là supply.
rồi tiếp tục các bạn nhấn vào nút là confirm supply, rồi các bạn xác thực giao dịch ở trên ví, xác nhận nè. Ok, thì sau khi các bạn add LB xong, sau khi trên mạng lưới nó xác nhận xong thì các bạn sẽ thấy được là cái LB của các bạn nó sẽ hiện ở dưới đây. Ok, thì sau khi các bạn đã có cái LB này rồi, sau khi các bạn đã add bull cái cặp này rồi và có LB rồi, thì các bạn quay trở lại với cái trang farm, cái trang của SpaceFi này, các bạn chọn qua cho mình cái mục farm giúp mình. Thì trong mục farm này các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình, các bạn kéo xuống lúc bên dưới, ở phía bên dưới ở cái mục đó là mục ở cái phần đó là LB bull nha. Thì trong LB bull này các bạn chọn cho mình cái cặp đó là T Space với lại là ETH này, các bạn nhấn vào đấy. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là enable nha, nó sẽ hiện ra nút đó là enable, các bạn chỉ cần nhấn vào nút enable này rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Sau đó các bạn nếu mà nó hiện ra nó yêu cầu các bạn là nhập số lượng để các bạn approve á, thì các bạn nhập là tối đa nha, thì nó sẽ tự động điền lại cái LB thôi, tự động điền lại cái LB mà hồi nãy chúng ta đã add á. Rồi các bạn nhấn nút tiếp theo, rồi các bạn nhấn nút là phê duyệt thôi. Đấy, là xong nha. Thì sau đó thì các bạn thì nó sẽ hiện ra cái nút start như thế này. Nó sẽ hiện ra cái nút start như thế này, thì ở đây nó sẽ có 3 bull nha. Thì bull 0 đây này, bull 7 ngày này và bull 14 ngày. Thì ở đây mình sẽ chọn là bull 14 ngày. Thì trong bull 14 ngày thì các bạn chỉ cần nhấn nút start thôi nha. Thì nó sẽ hiện ra giao diện thế này. Rồi các bạn nhấn vào nút mát thôi, các bạn điền lại cái số lượng LB mà chúng ta vừa add ấy nha. Nó sẽ hiện ra đây, các bạn nhấn mát. Rồi nhấn nút confirm. Rồi xác thực giao dịch trên ví. Ok, thì như vậy là mình đã add cái LB thành công. Thì sau khi các bạn add xong thì cái mỗi ngày nó sẽ cộng cái phần thưởng của các bạn vào đây nha. Đó là TX Space ở đây. Thì các bạn muốn claim về ví thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là ha quét thôi. Rồi xong. Đấy. Thì đó là vật farm LB. Và tiếp theo đó thì là chúng ta cần phải là X-Space. Thì các bạn kéo lên trên lại giúp mình. Các bạn kéo lên trên, các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục X-Space. Thì trong mục X-Space này các bạn cần phải bond nha. Các bạn convert. Thì các bạn convert cái đồng là T-Space mà chúng ta vừa swap sang á. Đấy. Sang cái đồng đó là T-X-Space này. Để chúng ta là đem đi start. Ok, thì ở phần các bạn kéo xuống, các bạn chọn mục đó là X-Space. Các bạn kéo xuống bên dưới. Ở phần là get T-X-Space này. Thì các bạn điền lại số lượng các bạn muốn bond convert. Thì trên balance sheet của các bạn đang có bao nhiêu T-Space thì nó sẽ hiện ở đây. Thì bây giờ các bạn muốn convert bao nhiêu thì các bạn điền lại bao nhiêu thôi. Thì ở đây mình sẽ điền lại là 5 nha. Mình muốn convert 5 thì mình sẽ điền lại là 5. Sau đó các bạn nhấn nút là convert. Rồi các bạn xác thực giao dịch ở trên ví. Ok, nhập số lượng này. Số lượng thì mình sẽ điền lại 5, mình muốn convert 5 thì ở trên ví MetaMask điền lại 5. Còn cái ví MetaMask của các bạn mà ở phiên bản cũ á, mà nó không hiện như thế này vậy, thì các bạn bỏ qua nha. Tại vì cái phiên bản mới mình cập nhật lên phiên bản mới cho nên là nó yêu cầu nó có cái thông báo là yêu cầu phê duyệt ấy. Ok, thì sau khi các bạn approve xong thì các bạn sẽ thực giao dịch ở trên ví thôi. Thì trên mạng lưới nó xác nhận xong. Ok, mình đã xác nhận xong thì các bạn sẽ thấy được cái đồng của các bạn nó sẽ cộng lên đây là TX Space nha. Các bạn sẽ thấy ở trên đây. Đây. Ok, thì sau khi các bạn đã có TX Space rồi thì các bạn kéo lên trên, các bạn chọn qua lại cho mình cái mục đó là mục farm. Thì trên mục farm các bạn kéo xuống bên dưới ở cái mục là single pool này nha. Ở cái mục single pool này thì các bạn nhấn nút là enable nha. Ở cái pool cái đây là cái pool riêng lẻ dành cho cái đồng đó là TX Space. Chúng ta đem cái đồng TX Space mà chúng ta vừa convert chúng ta đem đi start. Nha, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là enable này. Rồi các bạn ấy thôi, các bạn xác thực giao dịch thôi. Mình vừa onboard thì có hồi nãy mình convert là 5 thì mình sẽ điền lại là 5 trên ví MetaMask này. Sau đó các bạn xác thực giao dịch trên ví thôi. Sau khi các bạn xác thực xong thì nó sẽ hiện ra cái nút đó là nút start nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút start rồi nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Rồi các bạn nhấn vào nút mask này. Đấy. Rồi các bạn điền lại số lượng các bạn muốn start thì các bạn nhấn nút confirm. Rồi xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Ok, thì như vậy là xong nha. Đó, như vậy là xong. Còn những cái mục khác như là NFT, X-Space, Space Bay hoặc là Starter hoặc là Bride các bạn bỏ qua nha. Mấy cái mục này chúng ta không cần làm đâu.
Về phần Android thì các bạn nhớ đợi nha, làm xong thì đợi vài ngày thì nó sẽ duyệt cho chúng ta là cái này, là cái NFT này. Thì chúng ta vào đây chúng ta là tự duyệt, thì chúng ta vào đây chúng ta claim thôi. Thì NFT này chúng ta claim free nha. Vào đây các bạn chỉ cần nhấn vào nút claim thì NFT này này nó sẽ tự ví cho các bạn nha. Thì phí phần này thì do gà xé trả cho chúng ta rồi. Ok, thì đó là ba phần, đó là tiếp theo đó là crew 3 của Space. Thì đối với crew 3 này thì bạn nào làm thì có thể vào đây các bạn làm nha. Thì nhiệm vụ các bạn làm những cái nhiệm vụ như là Twitter với lại là Daily Connect thôi. Còn những cái nhiệm vụ như là nhiệm vụ sale và booster hoặc là những cái min NFT các bạn bỏ qua giúp mình nha. Đây, những cái nhiệm vụ từ Twitter, nhiệm vụ nào dễ thì các bạn làm giúp mình. Còn những nhiệm vụ là event làm video này các bạn bỏ qua luôn. Ở dưới về sau network các bạn bỏ qua luôn nha. Đấy. Và tiếp theo đó là cái dự án thứ hai, thì đó là dự án đó là Nexon Finance. Thì Nexon Finance thì mình hôm qua hôm tuần trước mình cũng đã hướng dẫn, làm video hướng dẫn rồi. Thì phần này bạn nào mà chưa biết thì mình sẽ để lại với cái video hôm trước mình hướng dẫn mọi người để mọi người xem lại nha. Còn mọi người nào biết rồi thì các bạn vào test lại nha. Thì đây là một cái giao thức landing và borrow thôi trên chiếc casino. Ok, thì phần Nexon Finance thì họ cũng có crew 3 nha. Bạn nào mà không chưa làm crew 3 thì mình sẽ dẫn lại cái link crew 3 dưới phần mô tả video cho mọi người luôn nha, cho mọi người làm. Ở đây mình đã làm hết nhiệm vụ rồi. Ok, thì đó là Nexon Finance và tiếp theo đó là SynSwap. Thì SynSwap thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người trước đó rồi. Thì mọi người thì, mình sẽ dẫn lại cái link, mình sẽ hướng dẫn mọi người thôi nha. Thì đối với SynSwap này các bạn cũng vào đây thôi, các bạn connect với lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới với Casino Alpha Testnet. Rồi các bạn chọn qua một trade thôi nha, các bạn chọn qua một trade rồi các bạn dùng ETH các bạn trade sang cái đồng nào tùy ý các bạn thôi nha. Rồi tiếp theo đó thì các bạn chọn qua một pool này, chọn pool này. Sau đó các bạn có thể là sử dụng add những cái pool này nha. Thì ở đây thì bạn nào mà chưa phao kẹt á, ở trên nền tảng SynSwap này bạn nào chưa phao kẹt thì các bạn nhấn vào nút là phao kẹt này nè. Rồi các bạn phao kẹt thôi. Sau khi các bạn phao kẹt xong thì nó sẽ cho các bạn những cái đồng như là MKRAV hoặc là Frax UST hoặc là Frax Ren BTC này, STTH nó sẽ cho các bạn nha. Thì bây giờ muốn add pool thì các bạn chọn qua cho mình cái mục pool thôi. Rồi các bạn chọn cho mình một cái cặp bất kỳ, các bạn nhấn vào. Rồi các bạn chọn cho mình đó là deposit. Sau đó thì ở phần này thì các bạn muốn điền lại thông số lượng các bạn muốn ấy thôi, ở trên một thì ở dưới một thôi nha. Còn không thì các bạn muốn cân bằng bull thì các bạn bật cái thanh này lên, thì khi mà các bạn điền số lượng thì nó sẽ tự động cân bằng bull cho các bạn thôi. Còn không thì các bạn tắt này đi nha, rồi các bạn điền lại số lượng các bạn muốn ấy, rồi các bạn nhấn nút deposit. Rồi các bạn sẽ thật giao dịch ở trên ví thôi là xong. Đấy, như vậy là add bull thành công nha. Như vậy là chúng ta đã add bull thành công. Các bạn có thể là chọn cái lên trên là overview này này, các bạn sẽ thấy được cái bull của các bạn này. Đấy. Ok, và tiếp theo đó thì về Met Protocol thì Met Protocol là cũng là một cái nền tảng hiện tại nó hỗ trợ khá là nhiều mạng lưới, chẳng hạn như là Zcash Alpha Testnet nha và Consensus ZKVM. Thì về này thì mình đã hướng dẫn mọi người trước đó rồi. Thì mọi người vào đây mọi người connect vào lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới với Casino Alpha Testnet. Rồi mọi người phao kẹt cái đồng đó là chọn một phao kẹt, chọn cái đồng là USDC phao kẹt nha. Rồi các bạn phao kẹt cái đồng USDC, sau đó thì các bạn deposit thôi. Các bạn deposit USDC vào cái này, rồi các bạn trade cái cặp đó là ETH thôi nha. Đấy, trade qua trade lại thôi. Và tiếp theo đó thì dự án Multi, thì dự án Multi thì cũng tương tự thôi. Thì các bạn connect vào lại cái ví MetaMask ở trên mạng lưới với Casino. Sau khi connect xong thì ở một swap các bạn chọn ở một swap nha, các bạn swap từ cái đồng ETH sang cái đồng đó là Multi giúp mình nha. Các bạn swap sang một lượng nhỏ khoảng là 2-3 đồng rồi đấy, 10 đồng thì tùy ý các bạn thôi nha. Đấy, thì sau khi các bạn đã có cái đồng Multi rồi thì các bạn chọn qua một pool. Thì trong một pool này các bạn chọn cho mình đó là cái cặp, đó là cặp đồng WETH với lại là Multi nha, WETH này. Rồi các bạn chọn cho mình đó là money. Rồi ở phần deposit này các bạn điền lại số lượng thôi, điền các bạn điền lại là khoảng là một thôi nha, hoặc là không phải không mấy gì đó tùy các bạn thôi, không phải không mấy Multi á. Rồi nó sẽ tự động cân bằng pool cho các bạn. Rồi các bạn xin ký thôi, các bạn unlock rồi các bạn xin ký trên ví nha. Rồi cái sau đó thì nó sẽ hiện ra nút là add limit thôi cho các bạn. Đấy, thì sau đó thì các bạn phần bond này thì ở một amber này các bạn bỏ qua nha.
Còn một phần bond thì các bạn có thể là nhấn vào nút bond rồi các bạn nhấn vào nút mask, thì sau khi các bạn add LB á, thì các bạn sẽ thấy được cái LB là multi với lại WETH ở trên đây. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút mask rồi các bạn nhấn là vào nút là unlock xin ký thôi là xong. Và một DAO thì các bạn có thể là đem đi lại cái đem cái đồng token multi các bạn đem đi lắp nha. Thì trên ví của các bạn đang có bao nhiêu cái đồng token multi hồi nãy mà các bạn swap á, nó hiện ở đây. Thì bây giờ các bạn muốn lắp bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng thôi. Ví dụ mình sẽ lắp lại là 0,5 đi. Và tiếp theo đó là chọn thời gian lắp, thì các bạn có thể là kéo mát cái thanh này lên là 1 năm 364 ngày nha. Sau đó các bạn nhấn vào nút lắp. Rồi các bạn sẽ thực giao dịch ở trên ví thôi. Đấy. Như vậy là xong nha, đối với là dự án Bouti này. Và tiếp theo đó là cái dự án tiếp theo đó là dự án MinSway. Thì đối với cái dự án MinSway này là một cái nền tảng marketplace trên Zcash với lại là Starknet nha. Thì các bạn vào đây rồi các bạn vào MinSway này, rồi các bạn chọn cho mình đó là Zcash Testnet với mình. Các bạn chuyển sang mạng Zcash Testnet, rồi các bạn nhấn vào biểu tượng ví. Rồi các bạn connect ví thôi. Connect vào lại cái ví MetaMask trên mạng lưới Zcash Testnet nha. Thì sau đó thì các bạn chọn cho mình có một một min. Rồi các bạn tải hình ảnh của các bạn lên thôi. Các bạn muốn min ảnh nào thì các bạn tải lên với mình. Đấy. Đây là min NFT nha. Còn về phần nem này này, xác lập này. Nha. Các bạn muốn điền cái NFT của các bạn tên gì thì các bạn điền lại số các bạn điền lại cái tên đó thôi. Còn những cái ô dưới thì các bạn bỏ trống hết nha. Sau đó thì các bạn nhấn min. Rồi các bạn xác thực, các bạn đợi ví MetaMask nó mở ra thì xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Ok, thì sau khi các bạn xác thực xong thì cái NFT này nó sẽ vào profile của các bạn nha, nó sẽ hiển thị trong profile của các bạn. Ok, các bạn có thể là nhấn vào nút là go to profile này, hoặc là các bạn nhấn vào avatar phía góc trên bên tay phải của các bạn, rồi các bạn chọn là profile. Thì bên trong profile các bạn sẽ thấy được là những cái NFT mà các bạn vừa mint nha. Nè. Đấy, như vậy là xong. Ok, thì tiếp theo đó là dự án cuối cùng, đó là Tewera. Thì đây là một cái dự án làm về game với lại là DEX nha. Thì ở đây thì cái dự án này mình hôm trước thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người là ấy rồi, min CED rồi nha. Thì trước bạn nào mà chưa min thì có thể vào min rồi chơi game là kiếm điểm XP. Thì vào đây thì các bạn chỉ cần nhấn login thôi, rồi chọn continue MetaMask, rồi connect vào lại cái ví MetaMask trên mạng lưới với Casino Alpha Testnet. Sau đó các bạn xin ký nha, xin ký này. Thì đối với bạn nào mà chưa min cái CTGNID thì nó sẽ yêu cầu các bạn là min nha. Thì khi mà các bạn min CTGNID thì các bạn mới chơi game được nha. Thì mình sẽ dẫn lại cái video hôm trước mà mình đã hướng dẫn mọi người min để mọi người min lại nha. Thì bạn nào đã có rồi các bạn có thể vào đây các bạn chơi game. Thì sau khi mà các bạn chơi game thì các bạn sẽ nhận được là những cái điểm XP. Đây là những cái điểm KB nha. Thì cái điểm KB này thì sau này Kamaboy này là KB ấy, thì sau này nó sẽ cho các bạn là đổi sang token là Tewa nha. Nó cũng đã confirm, cái dự án này cũng đã confirm là unlock dành cho người dùng, đó là đổi cái điểm KB này sang cái đồng Tewa của họ nha. Thì họ cũng làm về sàn DEX luôn các bạn, nhưng mà đang không minson cả NFT có marketplace luôn. Thì bạn nào muốn chơi game á, thì có thể vào đây các bạn chơi game thôi. Các bạn nhấn vào nút là play game này, thì đây là Dusi nha, đây là Dusi. Còn ở dưới thì đây là chơi cái gì vậy, cái game này hôm trước lúc trước thì mình cũng đã hướng dẫn rồi nha. Các bạn vào đây các bạn chơi game rồi các bạn kiếm điểm KB Boy thôi. Ok, thì như vậy thôi các bạn. Ok, thì đối với những cái Discord của SimSwap này các bạn, đối với cái dự án SimSwap thì các bạn có thể là do vào cái Discord nha. Các bạn join vào kênh Discord của SimSwap này, rồi hoặc là với lại là Nason Finance này. Rồi đối với là SimSwap thì các bạn có thể là sau khi join xong á, các bạn chọn cho mình cái mục, đó là cái mục là wallet. Các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn ở mục Ewin này sẽ có cái mục đó là mục wallet. Các bạn nhấn vào. Rồi các bạn nhấn vào nút là submit nha, nó sẽ có con bot này, các bạn nhấn vào submit. Rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn dán vào đây giúp mình nha. Các bạn dán vào đây. Các bạn dán cái địa chỉ ví MetaMask mà các bạn đã tham gia testnet vào đây. Rồi các bạn submit thôi. Nha, là xong. Ok, còn những dự án khác thì không cần join vào kênh Discord đâu. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người tham mình tổng hợp lại những cái dự án tiềm năng trên mạng lưới với Casino
đang phiên bản testnet, thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.